Xperia 5 tại Việt Nam, giá 19,99 triệu đồng. Những tưởng Sony đã rút lui hoàn toàn khỏi thị trường smartphone Việt Nam khi trong một thời gian dài không có thêm bất kỳ sản phẩm nào được ra mắt. Tuy nhiên, mới đây hãng công nghệ Nhật Bản đã bất ngờ tung ra chiếc smartphone Xperia 5 nhắm đến phân khúc cao cấp. Xperia 5 được Sony trình làng lần đầu tiên tại triển lãm công nghệ IFA diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, được xem là phiên bản cỡ nhỏ của Xperia 1 được ra mắt hồi đầu năm. Sản phẩm được lấy cảm hứng thiết kế từ Sony Xperia 1 với mặt trước và sau bằng kính cường lực, khung viền bằng kim loại, phần thân được kéo dài về hai đầu máy, còn bề rộng thì được thu hẹp đáng kể, tạo nên tỷ lệ màn hình 21 chia 9. Ưu điểm của kiểu thiết kế này đó là giúp smartphone vẫn có được kích thước màn hình lớn, 6,1 inch, nhưng lại không trở nên quá to, dễ dàng cầm nắm chỉ bằng một tay.